Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Đỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Trong cái clip này thì chúng tôi là giới thiệu một bộ chính để cho một anh khách hàng, đó là anh Cường, anh ở Tiền Giang. Anh đã đặt hàng của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, và ngoài bộ của anh Cường ra thì Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bộ mẫu bàn ghế ăn, mẫu lan tây bằng gỗ gõ khác. Đây rồi còn được khoảng hơn 20 chiếc ghế bằng gỗ gõ nữa. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các cái sản phẩm bằng gỗ đỏ, gõ đỏ của Nam Phi. Và ngoài các cái bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ ra, Thành Luân chúng tôi còn bàn ghế ăn gỗ mun, gỗ hương và gỗ vụ rất nhiều, và gỗ cẩm lai. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ của anh Cường ở Tiền Giang. Bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ của anh Cường này gồm có 8 ghế một bàn. Hàng thửa hàng cực kỳ là dày dặn, được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi dựng xong và chuẩn bị đi vào công đoạn hoàn thiện để trả bàn giao cho anh tại ngã tư An Sương. Ở đây đi vào đường nét chi tiết thì là chúng tôi xin giới thiệu là 4 chiếc ghế này, 8 chiếc ghế này đều có cái mẫu mã khác nhau, chúng tôi làm theo yêu cầu của anh. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của từng chiếc ghế một. Chiếc thứ nhất chúng tôi sẽ cho ra đây. Chia lỗ và làm theo đúng lối hoa lan tây kiểu Pháp của sở trường của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Hiện tại các bộ bàn ghế này vẫn đang được để mọc, và sau khi chúng tôi quay video clip xong để cho anh Cường xem, sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện máy chi theo yêu cầu của anh. Kiểu dáng và mẫu mã thì là nó mang đến cái thương hiệu của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi rất nhiều, và hiện nay trên thị trường cũng đã trôi nổi rất nhiều các cái sản phẩm nó gần tương tự được như giống các cái sản phẩm của chúng tôi. Rất đẹp. Gỗ Thành Luân thì tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Khách là có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Chúng tôi sẽ lấy mẫu một chiếc ghế ra giới thiệu. Đây là phía sau của chiếc ghế này, chúng tôi làm những cái ghế này, chúng tôi mẫu này chúng tôi làm cực kỳ dày dặn và to, nó khác rất nhiều so với các bộ thông thường. Cái chân hậu này chúng tôi làm bản là vuông 8 phân liền từ chân cho đến tay, đây liền hết lên trên, rất giá trị. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng của Đồ Gỗ Thành Luân nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và ngoài trong này chúng tôi vẫn còn rất nhiều các cái mẫu ghế ăn hoa lan tây bằng gỗ gõ và gỗ vụ, gỗ mun, gỗ hương, gỗ cẩn rất nhiều. Và đi vào chiếc bàn, chiếc
bàn này chúng tôi làm chân trụ theo yêu cầu của anh là bàn rất lớn. Nhưng cái trụ này là trụ rất chi là to. Thông số kỹ thuật chúng tôi không công bố. Khi khách nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi. Chúng tôi sẽ công bố cái trụ này nó to tầm cỡ như nào. Bởi vì là trên thị trường hiện nay là xảy ra cái là có thể là cơ sở khác sẽ làm mẫu giống nghi hệt của gỗ Thành Luân chúng tôi được. Nên là nhiều các thông số chúng tôi không thể quản lý được hết. Nên quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Thành Luân. Chúng tôi sẽ giới thiệu để quý vị thấy được. Đây là đội ngũ của chúng tôi vẫn đang tấp lập, rất tấp đặt với các công việc. Đội gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách, xin cảm ơn anh Cường, anh đến từ Tiền Giang, anh đã tin tưởng đặt hàng đội gỗ Thành Luân chúng tôi, mặc dù anh chưa biết cơ sở chúng tôi. Thành Luân xin chào quý khách trong những video clip sau.